Chào các bạn đã đến với thuyết Crochet Anything. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc trái dâu, dishwash, hình trái dâu như thế này. Thì mình sử dụng, mình để đồ gỗ tráng thì mình sử dụng chỉ scrubby để mình có thể làm cái dishwash đi, cái gửa chén đó. Và cái chỉ đỏ của mình sẽ sử dụng là Ruby Sparkle. Nó tốt cho làm đồ gửa chén. Ok, mình có hai loại chỉ. Kim móc của mình sử dụng kim móc là 5.0. Thì mình ở đây mình cầm móc. Và mình đi một tạo một một mũi và mình đi 7 mũi bính 1 2 3 4 5 6 7 và mình nối vòng lại, nối thành một vòng bằng một mũi trượt. Thì mình sử dụng chỉ này thì nó hơi khó nhìn chỉ một chút, như các bạn cứ theo hướng dẫn của mình. Mình lên một bính và mình móc vào đây là 14 mũi móc đơn. Nếu mà các bạn muốn làm bự hơn thì các bạn phải tăng là tăng mũi chẵn. Tức là 14 thì tăng mũi chẵn là 16 hay là 18. Nhưng mà mình chỉ cần 14 thôi. Mình đã có 14 mũi và mình nối vòng lại ở mũi đơn đầu tiên. Mũi đơn đầu tiên mình nối vòng. Mình nối vòng lại. Và ở đây mình sẽ đi làm 12 mũi bính. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Và mình cũng vào ô này các bạn, mình đi một mũi trượt. Mình làm một mũi bính như vậy là mình làm cái qua sách để mà mình máng á các bạn. Và mình lên một bính, mình đi vào đây một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ đi một bính và mỗi chân của mình sẽ đi một mũi móc đơn. Một bính và mỗi chân một mũi móc đơn. Mình sẽ có 14 mũi móc đơn và 13 bính. Mình đi một bính và một mũi móc đơn nha các bạn. Mình đã đi tới mũi cuối cùng. Mũi cuối cùng của mình sẽ đi vào cái chân móc
Ở đây nè các bạn, là nãy mình đi đó, đó ở đây của mình đi một mũi trượt để nối dòng, và mình lên một bính, sau đó mình cắt chỉ màu xanh đi, mình cắt rồi một hồi mình sẽ nối chỉ. Ok, đây là cái quai sách của mình và cái coi như là chiếc đá của mình. Thì mình nối chỉ màu đỏ, mình ở chân móc đầu tiên, của một mũi móc đơn của mình ở đây nè các bạn. Móc đầu tiên một mũi móc đơn. Mình đi mình nối chỉ và mình lên ba bính này, mình tính là một mũi móc kép. Mình lấy cái sợi chỉ màu xanh đó các bạn, mình móc theo luôn. Vậy là mình có ba bính là một mũi móc kép, và mình đi vào trong đây hai mũi móc kép nữa là mình được ba mũi móc kép. Ba mũi móc kép. Mình đi vào cái chỗ một bính của mình á là một ba mũi móc kép. Mình đi vào một bính chứ không có đi vào mũi móc đơn của mình nha các bạn. Mình đi vào mũi bính ba mũi kép. Và mình tiếp tục đi vào mũi bính của mình là ba mũi kép. Như vậy cái hàng này mình sẽ tổng cộng là có 14 ô là 3 mũi kép. Và đi vào bính, mình đi mình nối theo cái chỉ thừa của mình đó các bạn. Mình được 1, 2, 3, 4, 4, 4 lần như vậy rồi. 5. 5 lần 3 mũi móc kép. 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, và cái cuối cùng 14 ngay đây các bạn.
mình được 14 lần của 3 lần mũi móc kép. Và mình nói ở ở cái ba mũi móc bính của mình đó, trên đầu đó mình nói một mũi trượt, một mũi trượt vào đây, và mình đi thêm ba mũi trượt nữa, một mũi ở trên đầu của mũi móc kép, mũi thứ hai trên đầu của mũi móc kép, và mũi thứ ba ở ngay giữa của ba mũi móc móc kép của mình. Mình đi ba mũi móc kép và mình lên ba bính là một mũi móc kép, và mình móc vào đây hai mũi móc kép nữa là ba mũi móc kép. Ở hàng này mình sẽ đi là 6 lần của 3 lần mũi móc kép, đây là 1, và mình đi vào giữa 3 mũi móc kép, đây các bạn, giữa 3 mũi móc kép, hơi khó thấy. Mình đi 6 lần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, mình có 1 cụm, 2 cụm, 3 cụm, 4 cụm, 5 cụm, 6 cụm. 6 cụm mình bỏ một cụm ở ba mũi móc kép này, mình móc qua đây. Mình móc, mình bỏ một cụm ở đây, mình móc qua đây. Một mũi móc kép. Và mình móc như vậy tiếp 2 lần nữa là mình có một cụm ba mũi móc kép. Và ở đây mình cũng đi 6 lần. 1 2 3 Mình có một cụm, hai cụm, một cụm, hai cụm. Cụm thứ ba đây. Cụm thứ ba đây ha các bạn. Và cụm thứ tư. Cụm thứ tư. Cụm thứ năm. Và cụm thứ sáu. Mình xong cụm thứ 6, mình có một cụm ở đây. Cụm ở đây là mình sẽ bỏ, mình sẽ bỏ và mình đi mũi dài ở đầu này. Mình đi 4 lần mũi dài, một mũi dài ở trên ba lần của mình và hai mũi dài ở trên đầu của mũi móc kép và một mũi dài ở trên ở vô cái giữa của ba mũi của mình. Ở hàng này mình cũng lên ba bính là một mũi móc kép và mình đi vào đây hai mũi móc kép. Mình được một cụm. Ở đây mình sẽ đi 5 cụm ba lần như vậy. 1 2 Mình được 2 cụm rồi. Và mình được cụm thứ 3 ngay đây. Cụm thứ 3. Cụm thứ 4. Cụm
cụm thứ tư và cụm thứ năm. Mình có cụm thứ năm. Thì ở đây cụm thứ năm mình sẽ không đi vào ở đây, mình sẽ bỏ ở đây và mình đi vào cái cụm tiếp theo là năm cụm nữa. 1 1 cụm vào đây. Hai cụm, ba cụm, bốn cụm. Mình có đây 1 cụm, 2 cụm, 3 cụm, 4 cụm và cụm này là cụm thứ 5 của mình. Cụm thứ 5 của mình. Cụm thứ 5 mình sẽ không đi vào một cái cụm ở đây mà mình sẽ đi vào 4 mũi nối cho mình. 1 mũi nối ở đầu, 3 mũi móc bính. Một mũi nối ở hai cái chân, hai mũi kép. Mũi nối tức là mũi dài đó mà bạn, cái mũi trượt đó. Và một mũi nối vô cái chùm ở giữa hai cái chùm mũi móc kép của mình. Mình lên ba bính. Và ở đây mình sẽ đi là mình có, ở đây là 7 cụm, ở đây là 6 cụm, ở đây là 5 cụm, thì ở đây của mình sẽ là 4 cụm. 1 cụm, 2 cụm, 3 cụm, 4 cụm. Và mình cũng bỏ ở đây, bỏ ở đây một cụm và mình qua đây là mình lặp lại 4 cụm nữa. Một cụm, hai cụm, ba cụm, bốn cụm. Và có 4 cụm mình bỏ một cụm ở đây và mình nối vào dòng ở đây các bạn. Mình nối ở ba mũi móc mũi bính của mình đó, một mũi dài trên đầu, hai mũi móc kép là hai mũi dài tiếp theo. Hai mũi dài tiếp theo. Và ở giữa hai cụm móc kép, tức là giữa đây mình sẽ làm một mũi dài nữa và mình lên ba bính. Mình đi, mình là có 4 cụm thì ở đây mình sẽ đi 3 cụm. Mình đi giảm từ từ như vậy đó các bạn. Ở đây 1 cụm, ở đây 2 cụm, 2 cụm,
Và ở đây là 3 cụm. Mình 3 cụm thì mình cũng bỏ một ở đây và mình đi vào đây. 3 cụm của 3 mũi móc kép. 1 cụm. 2 cụm. 1 cụm, mình mới có 1 cụm thôi các bạn. Ở đây 2 cụm. Và ở đây là 3 cụm. Mình cũng có 3 cụm và ở đây mình sẽ bỏ và mình đi vào. Ở đây là mũi móc trượt của mình. Mũi trượt ở đây. Mũi trượt ở trên hai đầu mũi mũi kép của mình và một chuỗi trượt cuối cùng ở giữa hai cụm của mình. Và mình lên 3 bính là một mũi móc kép. Và mình đã là có 3 rồi thì mình sẽ đi 2 cụm ở đây. 1 1 cụm và ở đây là 2 cụm. Hai cụm. Mình bỏ một ở đây và mình đi vào đây 2 cụm nữa. Và mình cũng bỏ một một chính giữa đây và mình cũng nối vào ở đây, nối vào ở mũi ba mũi lên của mình là một mũi nối và một mũi nối trên hai mũi kép. Hai lần trên hai đầu mũi kép và một mũi nối ở đây. Mình đã lên 2 cụm thì ở đây mình sẽ đi 1 cụm. Mình sẽ đi 1 cụm. 1 2 2 của mình và mình sẽ bỏ ở đây và mình đi vào giữa đây thì một lần nữa là 1 cụm của mình nữa. Và mình đã đi mỗi bên là cụm gì, ở đây mình sẽ nối lại các bạn, nối vào ở đây mình sẽ nối và mình kết thúc ở đây luôn các bạn. Mình nối hai lần ha các bạn. Mình vào đây mình nối một mũi, hơi khó nhìn một chút, vào đây mình nối một mũi móc trượt và mình nối vào đây một mũi trượt ngay chính giữa luôn. Mình nối qua bên cái đây luôn cũng được các bạn. Một mũi trượt của mình và mình lên hai bính, mình cắt chỉ, mình cắt chỉ hai bính, mình cắt chỉ và mình vòng ở đây, mình vòng ở chỗ mũi móc kép này nè các bạn và mình giấu chỉ nó, giấu chỉ vào và mình giấu nó ở ba mũi móc kép ở đây. Và nó vì cái chỉ này là chỉ để mà mình scrubby đó các bạn, để rửa chén đó, cho nên nó hơi khó nhìn. Mình sẽ nối ở mũi đây, mình sẽ giấu chỉ vào,
dấu chỉ vào. Và mình sẽ giấu vào ở chân này, cũng mình cũng giấu tại mình cắt chỉ hơi dài đó các bạn. Các bạn cứ giấu vào ở đây, mình có thể vòng qua đây và mình giấu vào ngay đây. Và mình giấu nó vào trong. Thì như vậy mình đã làm xong cái sản phẩm trái dâu mà dùng để mình gọi là dishwasher, dùng để rửa chén. Thì đây là sản phẩm của mình. Đây, và mình có đồ treo. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.